Chặng thứ năm, suy niệm. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung ra Chúa đang bị nghiền nát dưới sức nặng của cây thập tự. Con thấy Chúa không thể vác cây thập tự một mình. Trong khoảnh khắc cần thiết của Chúa, Chúa vẫn trơ trọi một mình. Không có những người tự gọi mình là bạn hữu của Chúa. Giuđa phản bội Chúa, Phêrô cũng đã chối Chúa, còn những người khác bỏ rơi Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người không quen biết, một người qua đường, có lẽ chỉ nghe nói về Chúa và chưa từng theo Chúa. Tuy nhiên, giờ đây người ấy đang ở bên cạnh Chúa, vai kề vai, chia sẻ cái ách của Chúa. Tên ông là Simon, và ông là một người lạ mặt đến từ xa, từ xứ Kyrene. Đối với ông, ngày hôm nay một điều gì đó bất ngờ xảy ra và trở thành một cuộc gặp gỡ. Mỗi ngày chúng con trải qua vô số những cuộc gặp gỡ và đụng độ, đặc biệt là những người trẻ tuổi chúng con. Chúng con liên tục gặp phải những trải nghiệm mới và những người mới. Trong các cuộc gặp gỡ bất ngờ, trong các sự kiện ngẫu nhiên, trong những lạ lùng kinh ngạc, có những cơ hội tiềm tàng để yêu thương, để nhìn thấy những gì là tốt nhất trong những người lân cận của chúng con. Ngay cả trong những người có vẻ khác với chúng con, đôi khi lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng cảm thấy như Chúa bị bỏ rơi bởi những người mà chúng con nghĩ là bằng hữu của mình, và bị đè bẹp dưới những gánh nặng. Tuy nhiên, chúng con không hề quên rằng có một ông Simon, người xứ Kyrene nào đó, sẵn sàng vác đỡ thập giá của chúng con. Chúng con phải nhớ rằng chúng con không cô đơn, và trong nhận thức đó, chúng con sẽ tìm thấy sức mạnh để vác lấy thập giá của những người xung quanh chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung ra Chúa giờ đây dường như cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Chúa có thể hít thở được trong giây lát. Bây giờ Chúa không còn cô đơn nữa. Con cũng cảm thấy được ông Simon. Không biết liệu anh ta có nhận ra ách của Chúa thì nhẹ nhàng, và liệu anh ta có đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện bất ngờ này trong cuộc đời mình hay không. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con lòng can đảm giống như ông Simon, người xứ Kyrene, là người đã vác đỡ thánh giá Chúa và bước theo các bước chân Chúa. Xin cho mỗi người trong chúng con
biết khiêm tốn và mạnh mẽ vác đỡ những thập giá của những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Xin cho mỗi khi chúng con cảm thấy cô đơn, chúng con có thể nhận ra trong hành trình của chúng con có một ông Simon, người xứ Kyrene nào đó, là người sẽ chặn lại và vác đỡ gánh nặng của chúng con. Xin cho chúng con có thể nhìn thấy những gì là tốt nhất trong mọi người và cởi mở với tất cả các cuộc gặp gỡ khác nhau. Chúng con cầu xin cho mỗi người trong chúng con bất ngờ thấy mình đang đi bên cạnh Chúa.